đáp đầy sông núi, anh em ta đáp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thề chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7h30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Phương Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019, và đây là buổi phát thanh lần thứ 2991 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tin tức hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2, cuộc phỏng vấn các tham dự viên trong Hội nghị Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2019. Chương trình sau đó được tiếp nối với chuyên mục Chuyện nước non mình, và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi vinh danh 7 tù nhân lương tâm đang tuyệt thực trong trại giam số 6 Nghệ An và số 5 Thanh Hóa. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Nguyên Khải. Báo chí lề đảng gia nhập cuộc chiến chống giặc Tàu xâm lược. Sau 2 tuần nhận lệnh im hơi lặng tiếng, truyền thông lề đảng vào cuối tuần qua rầm rộ gia nhập cuộc chiến chống giặc Tàu đang dàn trận ở vùng biển xung quanh bãi tư chính thuộc quần đảo Trường Sa. Với các dữ liệu được cung cấp, các tờ báo đảng và đài truyền hình đã loan tải một số hình ảnh và lên án Trung Cập đã bất tuân thủ luật pháp quốc tế khi huy động lực lượng hải cảnh đến ngăn cản tập đoàn Rosneft của Nga đang dò tìm dầu khí tại lô 0601 thuộc thềm lục địa Việt Nam. Một số tờ báo cho biết 8 chiến hạm Trung Cộng đang có mặt tại khu vực này từ ngày 3 tháng 7 và sẵn sàng nổ súng vào 4 chiếc tàu hải cảnh Việt Nam đang bảo vệ giàn khoan của Rosneft. Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị sẽ nêu lên cuộc đối đầu này trong hội nghị quân sự ASEAN. Và tại Bắc Kinh, trong buổi gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Cộng, trưởng Ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Trung Cộng phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Các công ty Trung Cộng công khai gắn nhãn sản xuất tại Việt Nam. Trong buổi họp báo vào cuối tuần qua, một cục trưởng hải quan cho biết là rất nhiều hàng hóa từ Hoa Lục nhập vào Việt Nam đã ghi sẵn dòng chữ Made in Vietnam, tức sản xuất tại Việt Nam. Theo tiết lộ của ông Âu Anh Tuấn, cục trưởng cục giám sát, các công ty tàu không chỉ ghi nhãn xuất xứ tại Việt Nam mà còn có những tờ hướng dẫn cách sử dụng bằng tiếng Việt, ghi rõ địa chỉ của công ty xuất nhập hàng. Ông Tuấn cho biết thêm là không chỉ có các công ty Việt Nam tiếp tay cho hàng hóa tàu đội lốt Việt, một số công ty ngoại quốc làm ăn tại Việt Nam cũng nhập hàng tàu để lắp ráp hay chế biến, sau đó dán nhãn Việt để xuất cảng đi các nước. Trong một ví dụ cụ thể, ông Tuấn nêu tên công ty Bảo Tiến An đã nhập hơn 3.000 bộ khóa của tàu, sau đó dán nhãn công ty sản xuất Việt Tiệp. Khoảng 1.500 bếp ga nhập về cũng biến thành sản phẩm của Việt theo thủ đoạn tương tự. Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay và đạn cao su để đàn áp biểu tình. Vào tối hôm qua, ngày Chủ nhật 21 tháng 7, cảnh sát Hồng Kông lại bắn hơi cay và đạn cao su để đàn áp cuộc biểu tình lên đến gần nửa triệu người tại khu tự trị này. Cuộc xung đột bắt đầu vài giờ sau khi văn phòng Trung Cộng tại Hồng Kông bị người biểu tình ném trứng thối và vẽ lên tường các khẩu hiệu chế nhạo sự cai trị của Bắc Kinh. Theo ghi nhận, không chỉ các vụ giao chiến giữa cảnh sát với người biểu tình, mà tại một số nơi còn có các vụ giao chiến giữa phe chống đối và phe ủng hộ bảo quyền Trung Cộng. Đây là cuộc biểu tình được xem là bạo lực nhất tại Hồng Kông kể từ khi diễn ra làn sóng chống đối dự luật dẫn độ tội phạm về Hoa Lục để xét xử. Đông Nam Á tăng cường lực lượng hải cảnh để đối phó với Trung Cộng. Trước sự hung hăng để độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng, một số quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng lực lượng hải cảnh để đối phó với lực lượng ngư quân của Trung Cộng. Vào tuần trước, cơ quan hải cảnh Phi Luật Tân loan báo là họ sắp nhận được một tuần tra hạm do Pháp sản xuất để tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải cảnh. Trong khi đó, các chính phủ Mỹ, Nhật và Nam Hàn cũng tuyên bố sẽ trợ giúp cho các nước Đông Nam Á nâng cấp lực lượng hải cảnh để đối phó với sự ức hiếp của lực lượng hải cảnh Trung Cộng. Trung Cộng là mối đe dọa lớn nhất về an ninh của Hoa Kỳ.
Trung Cộng đứng đầu danh sách các nước có mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Hoa Kỳ, theo tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ tại diễn đàn an ninh Aspen vào cuối tuần qua. Trong diễn đàn, hai chữ Trung Cộng luôn được các diễn giả nhắc đến khi trình bày về các mối đe dọa an ninh trên thế giới. Ông Chris Brose, cựu giám đốc Ủy ban quân vụ của Quốc hội Hoa Kỳ, trình bày về tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng và sự tranh chấp ở biên giới Ấn Hòa. Ông Brose cảnh cáo là Hoa Kỳ có thể mất thế thượng phong trong cuộc chạy đua về kỹ thuật với Trung Cộng. Trong khi đó, tư lệnh Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ông Philip Davidson, cho biết là Trung Cộng đã bắn thử nghiệm 6 phi đạn chống chiến hạm ở Biển Đông vào tháng trước. Theo đô đốc Philip Davidson, các phi đạn là mối uy hiếp rất lớn đối với các tàu thuyền qua lại ở vùng biển này. Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 của buổi thảo luận về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam giữa phóng viên Hồng Phúc và các tham dự viên trong Hội nghị Thăng tiến tự do tôn giáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức trong 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 7 vừa qua tại Washington DC. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp cuộc phỏng vấn những thành viên trong Hội đồng các tôn giáo và dân tộc Việt Nam tham dự Hội nghị Thăng tiến tự do tôn giáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức tại thủ đô Washington từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, 2019. Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, trong những ngày qua đó thì tại Hội nghị Thăng tiến tự do tôn giáo, những gì đã được đem ra thảo luận và cảm nhận của giáo sư như thế nào? Kính thưa anh Hồng Phúc, tôi rất là vui để mà tới với lại cái hội nghị tổ chức tại Washington DC. Qua cái hội nghị này đó thì tôi thấy được là chính phủ Hoa Kỳ đó rất là quan tâm tới vấn đề tự do tôn giáo ở trên thế giới, không phải là chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới. Thành thử ra đó, trong cái hội nghị này đó, từ nhiều tôn giáo và từ nhiều quốc gia trên thế giới tụ tập, và tôi thấy họ tới đây để mà nghe và đồng thời trình bày về cái tình trạng tự do tôn giáo tại nước của họ. Nhờ vậy đó, và từ đó có những cái liên kết với lại những cái tôn giáo khác ở những cái nước khác ở trên thế giới, cùng bắt tay nhau để mà xây dựng những cái gì tốt đẹp cho tôn giáo của chính mình và cho cái tự do tôn giáo của nước mình nữa. Dạ, thưa quý vị, sau những ngày tham dự cái hội nghị về thăng tiến tự do tôn giáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức tại Washington, thưa quý vị, chúng ta kỳ vọng những gì quốc tế nói chung và Hoa Kỳ nói riêng sẽ đem lại được tự do tôn giáo cho Việt Nam, thưa quý vị? Tôi nghĩ hội nghị này rất là quan trọng, nó có cái tầm chiến lược rất là cao. Thì năm ngoái thì tôi có tham dự đó, thì có 87 nước tham dự và đóng một cái quỹ để đầu tư phát triển tự do tôn giáo toàn cầu. Và năm nay là cũng vào tháng 7 tổ chức cái hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 2. Và cái hội nghị này nó sẽ làm cho các cái dân tộc và các tôn giáo trên thế giới không còn cái sự xung đột để dẫn đến cái hận thù hay là chiến tranh. Và tôi nghĩ rằng khi cái hội nghị này được đưa ra thì phía bên Hoa Kỳ và các nước sẽ có một cái quy tắc chung. Và tôi nghĩ đó là cái tuyên ngôn của Thomas năm ngoái, thì tôi cũng có đại diện cho Việt Nam có đọc một đoạn ở trong cái bản tuyên ngôn đó. Thứ hai nữa thì cái hội nghị này cũng lấy cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 và trong đó có công ước quyền dân sự và chính trị năm 1966. Và cái thứ ba thì các nước và các cái tổ chức tôn giáo thì bây giờ họ đang nghiên cứu đóng góp ý kiến để có một cái gọi là cái luật về tôn giáo của quốc tế. Sau cái luật đó thì cũng có những cái biện pháp để chế tài hoặc là có thể trừng phạt đối với những cái quốc gia độc tài hoặc là những cái quốc gia cộng sản như là Cộng sản Việt Nam hay là Trung Quốc, những cái quan chức mà đàn áp tôn giáo. Thì cái hình thức chế tài là gì? Nó không chỉ là luật Maniki hoặc là chính sách CBC là đủ, và nó có những cái luật mạnh hơn. Và khi cái luật đó được đưa ra với là chính sách của quốc tế, chứ nó không chỉ là Hoa Kỳ. Thành tôi nghĩ rằng đây là những cái giải pháp đủ mạnh
để chế tài, để ngăn chặn những cái quốc gia độc tài hay là quốc gia cộng sản mà thường xuyên đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Dạ thưa anh Hoàng Phúc. Dạ xin cảm ơn mục sư. Dạ chúng tôi xin được mời ba vị còn lại có đóng góp gì thêm với mục sư chính không ạ? Tôi thì tôi cho rằng là những cái gì của quốc tế thì đó là những cái lực ngoại tại, nó cũng rất là cần thiết để chúng ta đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái lực nội tại, tức là lực ở trong nước. Hai cái yếu tố nội tại và ngoại tại đều là cần thiết cả, thiếu một cái là chúng ta sẽ không thành công. Và hiện giờ đó thì tôi thấy như chính phủ Hoa Kỳ họ cũng rất là quan tâm tới vấn đề tự do tôn giáo, nhưng mà nếu người ở trong nước mà không có lên tiếng để mà tố cáo cộng sản đã vi phạm tự do tôn giáo như thế nào, và không có những cái nỗ lực để cho quốc tế họ thấy rằng ở trong nước người ta đang đấu tranh rất là mạnh mẽ, thì có lẽ cái lực ngoại tại nó sẽ không có mạnh lắm. Cho nên tôi thấy cái câu người Pháp nói đó là tête de toi, Dieu tête de là, có nghĩa là chúng ta phải tự giúp mình trước, rồi thượng đế hay là ngoại nhân họ mới giúp chúng ta sau. Còn nếu mà chúng ta không có mạnh mẽ đấu tranh thì tôi nghĩ rằng chính mình không có thương mình không có tự giúp đỡ mình mà mình lại muốn người khác giúp đỡ mình, thì tôi nghĩ rằng sẽ không thành công. Không bao giờ cái ngoại nhân họ có thể giúp đỡ chúng ta một cách tận tâm được. Xin cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết. Thưa quý vị, vì thời lượng của chương trình hết sức là giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng chúng tôi muốn được dành riêng cho mục sư Nguyễn Công Chính. Thưa mục sư, sau hội nghị này, Hội đồng các tôn giáo và dân tộc Việt Nam có những cái dự phóng gì trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam, thưa mục sư? Cảm ơn anh Hồng Phúc và quý vị khán thính giả. Chúng tôi là những cái thành viên trong Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam. Thưa anh, như anh cũng biết, vào ngày 28 tháng 9 năm ngoái, tức là 2018, thì chúng tôi có tổ chức một cái hội nghị tại Quốc hội Hoa Kỳ và chính thức là Hội đồng các dân tộc và tôn giáo ra đời. Và sau cái hội đồng ra đời thì chúng tôi có nhiều cái hoạt động khác nhau, vận động để mà lên tiếng cho tù nhân lương tâm, lên tiếng cho những cái người bị bức hại về vấn đề tự do tôn giáo, lên tiếng cho những người dân oan bị mất đất, mất nhà, mất tài sản, lên tiếng về vấn đề lãnh thổ quốc gia và tất cả những cái quyền, nói chung đó là gọi là nhân quyền, bị vi phạm. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có cái sự may mắn được ở trên đất nước tự do, có cơ hội trực tiếp để mà đến Bộ Ngoại giao hoặc là đến Quốc hội Hoa Kỳ để trình bày những cái sự đàn áp ở trong nước. Và vấn đề thứ hai thì chúng tôi đang liên kết với các sắc tộc bị đàn áp, các tổ chức tôn giáo bị đàn áp. Chúng tôi cũng có một số kế hoạch, nhưng chúng tôi không tiện để mà trình bày quá sớm. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn mục sư Nguyễn Công Chính và linh mục Bùi Phong, nữ tiến sĩ Vĩnh Cầm và giáo sư Nguyễn Chính Kết đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn anh Hồng Phúc và quý vị khán thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Công Chính cùng với linh mục Bùi Phong, giáo sư Nguyễn Chính Kết và tiến sĩ Vĩnh Cầm. Và xin trân trọng kính chào. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam là một tập thể có khả năng tàn ác vô giới hạn. Với sách lược công an trị, họ sẵn sàng hạ độc chính dân tộc mình để đảng được muôn năm trường trị. Qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Lân Thắng có tiêu đề Hạ độc, sẽ được Hoàng Ân trình bày để tiếp nối chương trình. Mấy ngày gần đây, trên báo chí đăng rất nhiều trường hợp phụ nữ tìm đường về quê hương sau hàng chục năm bị bán sang Trung Quốc. Đây là thảm cảnh rất phổ biến. Nó đã diễn ra ở Việt Nam hàng chục năm trời mà tôi chưa thấy có thống kê số lượng nào khả tín được. Chỉ biết rằng vừa qua, Bộ Công an Trung Quốc ngày 21 tháng 6 năm 2019 cho biết lực lượng chức năng nước này
trong chiến dịch truy quét phối hợp với lực lượng chức năng của Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Thái Lan từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018 đã giải cứu thành công hơn 1.100 phụ nữ cùng 17 trẻ em từ Đông Nam Á bị bán sang Trung Quốc. Đây không phải là con số cuối cùng vì rất nhiều trường hợp nạn nhân là phụ nữ trẻ ở nông thôn nên gia đình bạn bè họ không có điều kiện lên tiếng và tìm kiếm. Điều đáng nói là công việc tìm lại quê hương cho những phụ nữ này rất khó khăn bởi chính họ kể lại đã từng bị ép uống những thứ thuốc gì đó làm mất hết trí nhớ. Rất nhiều người quên hết quê quán, tên họ, bố mẹ, thậm chí có người còn không biết mình là người Việt Nam. Khi nghe báo chí nói đến chuyện thuốc mất trí nhớ, tôi rùng mình nghĩ lại một chuyện đã từng xảy ra với chính tôi. Tháng 11 năm 2015, tôi tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn. Rất nhiều người Sài Gòn còn nhớ trận biểu tình năm đó là một cuộc phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình sang Việt Nam. Nhiều người bị đánh đập, nhiều người bị bắt. Tôi là người bị vồ đầu tiên trong đám anh em đấu tranh ngay góc hồ Con Rùa. Khi một đám đông lính trật tự đô thị ào lên gây hấn với anh em ở phía ngoài, thì một đám 3-4 tên lao vào phía trong sát lề đường đánh tôi túi bụi và ném lên một chiếc xe 7 chỗ, chạy ào đi. Chiếc xe hung hãn lao cả vào đường ngược chiều, bấm còi inh ỏi và chạy đi vòng vèo qua nhiều phố rất nhanh như sợ có ai bám đuôi. Trên xe thì tên an ninh liên tục đấm đá, giật kính, giằng điện thoại, cướp máy ảnh và chửi bới nạt nộ tôi liên hồi. Rốt cục tôi bị ném về một đồn công an nào đó quanh quận 3. Cả đồn chỉ có mình tôi. Chúng bỏ mặc tôi ở đó với cơ thể đau ê ẩm khoảng gần 2 tiếng đồng hồ với đám lính phường non choẹt chẳng biết gì. Gần trưa thì đám an ninh bắt đầu lục tục đến. Tôi biết như vậy là cuộc biểu tình đã bị dẹp xong. Lại những trò tra hỏi, thẩm vấn, lại những trò cảnh sát tốt, cảnh sát xấu mà tôi đã quá quen thuộc trong nhiều trận khác. Rốt cục, chúng chẳng khai thác được gì ở tôi ngoài những cái gật đầu xác nhận tên tuổi. Và mặc kệ hàng chục thằng an ninh khác vào đe dọa hay dụ dỗ, tôi cứ rên hừ hừ, nhổ nước bọt lung tung và nằm lăn quay ra đất, từ chối làm việc vì không đủ sức khỏe. Gần cuối buổi, một tên an ninh béo tốt, mặc đồ ký giả màu trắng bệ vệ bước vào. Hắn làm bộ như là một quan chức thành phố cao cấp, như có đủ uy quyền để nhấc tôi ra khỏi đồn ngay lập tức. Hắn xông tới, cúi xuống đất nơi tôi nằm đó để giả lả ngọt ngào hỏi thăm sức khỏe, hỏi có muốn đi bệnh viện không. Bảo tôi làm việc với cán bộ để chốt biên bản chút đi rồi xong việc ngay. Tôi hé mắt nhìn hắn một chút rồi lại nhắm vào, coi hắn như con ruồi, bố mày đang mệt, không thèm đuổi. Thằng béo điên tiết gầm gừ trở mặt ngay lập tức, hắn ngã bài luôn, mày có thích nằm đây không hay là để bọn tao chích cho một mũi. Tôi vẫn nhắm mắt, hỏi hắn mũi gì, hắn tiếp lời, thuốc điên đấy, cho mày điên luôn. Hắn còn nói gì đó nữa sau này tôi cũng chẳng nhớ nổi, nhưng chi tiết dọa tiêm thuốc điên thì tôi không thể nào quên được. Thật quá sức tàn ác và kinh khủng. Chúng dọa tôi tiêm thuốc điên, tức là nhất định chúng đã từng làm chuyện đó với người khác. Với dã tâm kiên quyết bảo vệ một chế độ thần phục Trung Quốc, ai mà biết được có bao nhiêu người tù vì đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước này đã bị chúng học tập quan thầy, tiêm hay cho ăn uống thứ thuốc gì đó làm mất đi sự minh mẫn vốn có. Người ta có thể tránh một lúc, nhưng đã rơi vào tay chúng hàng tháng, hàng năm trời trong các trại tù thì tránh sao khỏi bị đầu độc từ từ. Hơn nữa, ngoài đồ ăn thức uống, tôi biết chúng còn rất nhiều thủ đoạn tâm lý tinh vi học từ Stasi, tức An ninh Cộng hòa Dân chủ Đức, KBG, tức An ninh Nga, hay An ninh Trung Quốc, hòng bẻ gãy tinh thần, ý chí, sức khỏe và sự minh mẫn của những ai dám chống lại chúng. Tôi chưa từng đi tù, nhưng tôi nghĩ về nhà tù hàng ngày để sẵn sàng đối mặt với nó bất cứ lúc nào.
con đường để đấu tranh đòi dân chủ hóa, đòi bảo vệ chủ quyền quốc gia còn rất dài. Chắc chắn, nếu không phải tôi, thì sẽ còn nhiều anh em bạn bè tôi phải đi tù vì muốn thay đổi đất nước này. Vì thế, tôi muốn nói đến chuyện này như một lời cảnh báo để những ai nếu không may rơi vào tay chúng biết được những khả năng tàn độc chúng có thể dùng tới đối với người đấu tranh. Và trên hết, xin hãy trân trọng và thương mến những ai đã từng trải qua nhà tù cộng sản. Nếu họ có những lời nói hay hành động nào đó nóng nảy không được bình thường, thì xin hãy yêu thương và cảm thông, bởi ai mà biết được loại thuốc gì họ có thể đã bị ép dùng sau từng ấy ngày trong ngục tối. Sau cùng, tôi muốn nói rằng chúng không thể đầu độc hết hàng triệu người dân đang khát khao tự do. Nếu có ai đó phải nằm xuống, phải gục ngã vì những kẻ ác độc đang kìm kẹp đất nước này, thì đấy là cái giá rất xứng đáng cho tự do của thế hệ mai sau. Yêu thương tất cả, Nguyễn Lân Thắng. Kính thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những thoái hóa lãnh đạo đất nước, những tuyên bố khoa trương và dốt nát của các lãnh đạo là hậu quả đương nhiên mà toàn dân phải gánh chịu. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Đỗ Nga với tựa đề Từ phát biểu dốt phơi bày ra bản chất chế độ sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Đó là câu nói của Winston Churchill, Thủ tướng Anh trong thời đệ nhị thế chiến. Hay như Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson cũng có câu, khi luật pháp bất công thì sự chống đối trở thành nhiệm vụ. Hai câu nói của hai vị lãnh đạo kia là những câu châm ngôn nổi tiếng thế giới. Vì sao như vậy? Bởi vì hầu như những chính phủ nào sáng suốt cũng hành động như câu nói của Thủ tướng nước Anh Winston Churchill. Xã hội văn minh nào cũng sẽ phản ứng như những gì Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã nói thôi. Một khi châm ngôn của vị lãnh đạo cách đây hàng nửa thế kỷ hay thậm chí nhiều thế kỷ mà đến nay vẫn đúng, thì điều đó cho thấy những con người đó là những nhân vật có tầm nhìn về lãnh đạo. Điều đó cho thấy tầm nhìn của họ, sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo đất nước của họ như thế nào. Ngược lại, ở Việt Nam, có rất nhiều ông lãnh đạo cũng phun ra những câu nói, nhưng hỡi ôi, đó là những sản phẩm của sự ngu dốt. Như Lê Dũng nói, tôi hỏi thì không có tiền, không có thì in ra không sợ lạm phát. Tư bản đế quốc mới sợ lạm phát, chứ ta... chuyên chính vô sản sao lại lạm phát mà sợ? Hay Phạm Văn Đồng cũng có câu nói phổ biến không kém. Một ký rau muống chứa chất bổ dưỡng ngang bằng một ký thịt bò. Những câu nói này là một người bình thường nhất cũng phải cười té ghế vì cái tầm cao hiểu biết của chúng. Nếu để ý kỹ, chúng ta nhìn thấy rằng Winston Churchill và Thomas Jefferson đều là những người điều hành đất nước. Họ chỉ nói những câu nhận xét trong tầm hiểu biết của họ, trong lĩnh vực mà họ xuất sắc nhất, tức khía cạnh quản trị đất nước mà thôi. Còn ông Lê Duẩn không biết gì về ngành tài chính ngân hàng, nhưng với quyền lực tuyệt đối, ông ta tự cho mình cái quyền nói bừa. Vì với vị thế quyền lực như ông, thì dù nói nhăng nói cụi gì, tất cả cũng phải nghe. Trường hợp ông Phạm Văn Đồng cũng vậy thôi. Ông ta có biết gì về ngành thực phẩm đâu mà phát biểu lung tung. Vậy mà ông ta vẫn cứ nói như chuyên viên không bằng. Người lãnh đạo quốc gia là người có tầm nhìn bao quát, như người nhìn thấy cả khu rừng. Khi nhìn thấy cả khu rừng, thì anh sẽ biết chỗ nào nên trồng cây thêm, chỗ nào nên tỉa bớt cây. Còn cách trồng như thế nào cho hiệu quả, tỉa như thế nào cho cây phát triển tốt thì phải giao cho những người chuyên môn về lãnh vực đó để thi hành. Không ai biết mọi thứ. Người lãnh đạo xuất sắc cơ nào cũng vậy. Họ chỉ có tầm nhìn rộng mà khó ai có.
Còn về chuyên môn nào đó thì dưới họ có các bộ, các ban, các ngành phụ trách. Thế nhưng, lãnh đạo của Việt Nam Cộng sản lại khác. Người lãnh đạo thì không có tầm nhìn, mà họ lại đi trồng cây tỉa cành, nên làm không xong thì thành trò cười cho thiên hạ. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng vớt lăng quăng, ông Đinh La Thăng thì đi vớt bèo, ông Vũ Đức Đam thì đi phát hoang, vân vân. Thì rõ ràng, những con người này ở vị thế lãnh đạo nhưng không có khả năng lãnh đạo. Thực ra cũng như chuyện bà phó giáo sư tiến sĩ gì đấy mà đưa ra đề nghị dùng lưu để chống ngập cho thành phố, cũng là sản phẩm của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà thôi. Loại như bà này rải đầy giấy từ trung ương xuống địa phương. Qua phát biểu của bà này, chúng ta thấy bà này cũng thế, cũng mang cái chung của Cộng sản. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì bà này phải biết nhiệm vụ của mình làm gì. Nhưng thiệt là đáng thương, bà chẳng biết nhiệm vụ của một nhà lập pháp địa phương là gì cả. Việc chống ngập là việc của ngành hành pháp trong chính quyền thành phố. Bà phó giáo sư tiến sĩ này là một nhà lập pháp của nhà cầm quyền thành phố, thì bà có liên quan gì đến chuyện đưa ra giải pháp chống ngập mà nhảy vào làm thay việc của chuyên viên? Lẽ ra bà phó giáo sư tiến sĩ này phải chất vấn rằng tại sao hành pháp thành phố để thành phố bị ngập? Tại sao nhà cầm quyền đã chi kinh phí chống ngập từ ngàn tỷ đồng này đến ngàn tỷ đồng khác mà thành phố vẫn còn ngập? Tiền đã chi mà ngập không giảm thì ai là người lãnh trách nhiệm? Chống ngập không xong thì tại sao ông chủ tịch thành phố không từ chức? Vân vân và vân vân. Đó mới là nhiệm vụ của bà này. Thực ra bà này là phó giáo sư tiến sĩ về ngành gì đấy, chứ không phải ngành cấp thoát nước đô thị, nên bà là kẻ dốt nát trong ngành này là đương nhiên. Chuyện dốt nát này không liên quan gì đến cái bằng của bà ta, vì bằng cấp của bà ta là về chuyên môn khác. Bất kỳ ai cũng có thể là người dốt trong ngành mình không chuyên trách. Cái dốt của bà này là làm đại biểu Hội đồng Nhân dân nhưng mà chẳng biết vai trò và nhiệm vụ mình gánh vác là gì cả. Đó cũng là tình trạng chung của hầu hết lãnh đạo Cộng sản. Thế đất nước mới nát. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến các tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng đang tuyệt thực sang ngày thứ 42 trong trại giam số 6 Nghệ An, và Nguyễn Văn Điển, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Trung Trực đang tuyệt thực sang ngày thứ 22 trong trại giam số 5 Thanh Hóa. Những người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm và hành hạ trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến xin liên lạc với Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.